Hôm nay mình sẽ chơi thử Minecraft đi. Ok các bạn ơi, Minecraft phiên bản 1.14 rồi các bạn. Đó, ok mình sẽ vào trò chơi luôn nha. Đây nha. Lấy cái đuốc luôn. Ok, bây giờ lấy cái đuốc. Ok, đi thôi. Ước mơ cao gửi. Rồi chúng ta sẽ đi thì xem có cây gì ở đây không. Thứ tôi các bạn mình đi pha một tiểu. Ôi, ui. Có một cái cây bị đắm rồi các bạn ơi. Ôi, ui, bị đau ạ. Không sao. Không sao các bạn ơi, mình sẽ đến đây để xem có cái chuyện có gì không nhá. À, mình nhảy qua đây, mình cũng đắm mà. À, thôi. Mình nhảy qua đây thôi. Ê, à, không nhảy được. Sao vậy? Mình đừng Alex cho lắm mà. À, không được rồi. À, thôi. Mình đi lên làm gì? À, tức quá các bạn ơi. Nhảy mãi không lên luôn ấy. Ok, được rồi. Gọi này là cái gì đây? À, mình sẽ ngồi lại. Đào hết cái này rồi nè. Ơ, nó không lên rồi. Ok. Đào cái này đi là xong rồi. Ok xong rồi. Ui. Có một cái dương. Đúng rồi. Ui. Cực kỳ nhiều đồ luôn. Ui mấy cái có sắt. Có sắt này mọi người, yes, có sắt rồi. Ok, có cái này là ngọc lưu ly. Ngọc lưu, à, ngọc lưu báo. Nhà ngọc lưu ly. Các bạn mình nhận mình mới với chơi nên mình không biết rõ là cái ngọc lưu ly. À, ngọc lưu ly. Đó, cái này đi. Ok, cái cực. Cái lại. Một cái dấu đó các bạn. Một cái dấu đi. Mình sẽ giấu một cái hầm sẽ giấu đi một cái đầu gỗ đi cho nó ăn được này có đặt ở đây rồi đặt ở đây nữa bảo quản sẽ bảo quản cái dương đồ ấy nha sẽ bí mật cái dương đồ các bạn nào mà chơi cùng cái đồ mình nha mình với các bạn đấy rồi làm cái đi mình phải đi rất nhiều lấy thịt và lấy lông của nó đâu có thể làm được mà ấy có một con kiều có ba con kiều rồi cho một cái lông kiều lông kiều sắm nha đi đất rồi ôi có một con bò giết bò luôn bò này đi rất tất bò rồi ôi có đây có không được chắc không khó gì đâu đúng cái này không khó gì đó không khó gì đâu mọi người mình nghĩ anh bên này không có gì nữa có kêu kìa yes oh my god là có kêu đây rồi mình sẽ giết kêu này chết luôn kìa mình vẫn rồi hơi giò đứng lại chết một con nước ơi chết đi yes chết rồi
Oh my god, xinh đẹp. Mình khá là ác kìa. Ở dưới họ để sinh tồn chứ. Nhưng mà mình ác nha. Ở đây, chạy chạy à, chạy à, chạy à, chạy à. Chạy à, chạy à. Chạy à, chạy à, chạy à, chạy đi. Bông hoa hồng rồi. Đó, gần đây mình nghe rất xa những cái gì mà là một cái gì rồi đó. Chạy cây. Không, mình lại sang lại bờ bên kia. Mình ngồi sang lại bờ bên kia. Mà uống một cái chai tinh nghiệm cho vào mình rồi. Xem mình ngồi lại rồi. Chết chặt go chặt go chặt go rồi chặt cây sồi mình đổ mình làm mình thích cái lại cái nhà mà còn mình xây cái nhà có đâu người ta ở mình mới chặt xong mà ta đâu rồi mình sẽ chặt rất mình cần rất nhiều gỗ làm cái nhà mà hay mình đào đá rồi để mình đào đá có cái hang đấy rồi dìu đá kiếm đá mấy là đá là dìu đá và kiếm đá mọi người mình sẽ đấy mình cần rất là nhiều đá mình cũng cần than nữa nhung nhung thịt mọi người mình sẽ đó nó mới làm một cái là cái gì mình cũng sẽ phải làm một cái lò nung nữa lò nung các bạn ơi mình cũng sẽ làm một cái lò nung nữa lò nung 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 cuộc chỉ nấu ông mê lắm các bạn nhớ đăng ký cho nhiệt tình cho mình nhá mình là kênh của mình là Minh Vũ Vlog mọi người đây tập đầu tiên của mình đấy các bạn nhớ ký nhiệt tình cho mình ui học số cái gì đó mình sợ lắm không biết thế nào đây là số không có gì không không là không có thang chẳng thang là không có thang nó biết gì đâu là lạ các bạn ơi cái thang thì hai như thế mà không có thang có biết gì rất là kỳ cục tối mình sẽ đào tất cái chỗ này luôn mình sẽ đào hết tất cả đá mình sẽ đào tất cả đá luôn ok có than rồi yes có đã có than từ từ nào mình sẽ đổ mình sẽ đổ cho ta bằng đá cái gì nào cái cúp đấy là một cái cúp đá cái tích rồi what mình vừa thấy cái tích mà ta tích thì một cái cúp đá một cái cúp bằng 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 đá mình sẽ làm thêm một cái gì nhỉ cái gì bằng đá nữa ok sau đó mình sẽ lấy đá đá mình sẽ cắt đá rồi cắt cái đá nốt cái rồi cái cùi đó gì vào cái cúp á ở đây mình cho mình kinh nghiệm mọi người mình bạn các bạn đừng đừng có lười đào than mọi người đào than nó vừa mình bạn các bạn vừa có thể nhung thịt này lại còn nó vừa cho bạn gọi thêm kinh nghiệm nữa đó mà các bạn cần kinh nghiệm càng tốt thôi đúng không có các bạn đặt cái bước này này còn cái này nhầm rồi thôi mình sẽ đào cái như bạn nhỏ ok các bạn ơi để nó mày coi chút nha các bạn nhỉ mình xong một hồ mình đi mai đúng không xong một hồ mình đi mai mình đã tìm được 4 khối sắt mà 5 khối sắt là một cái này là ở của cái này mình đã để rơi rồi ạ ok mình đã tua bỏ cái đoạn đi mai đúng không mình tua bỏ cái đoạn đi mai các bạn rồi mình chuẩn bị ăn đã mình đã tua bỏ cái đoạn đi mai rồi nên các bạn không biết cái đoạn đi mai của mình nhỉ mình xin lỗi mọi người mình đã tua cái đoạn đi mai cho nên không biết đoạn đi mai mình là thế nào mọi người mình đã cất được cái rồi đi mình đã cất được cái này
nó thuộc ở biên mai mà mình không cảm nhận thấy đấy là bài rất là lâu đấy, rất là lâu mình mới tìm được cái sắc có vô bực nào đấy, tối không khí môi rồi không biết những cái nhà của gì với đâu cơ chứ, thế là hết tìm rồi chẳng sao không chết gì đâu hả, mình cứ bỏ cuộc sao chưa được đã hết tìm rồi phải lo đúng không. Ok, đặt 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 đi đặt đi như thế này, đặt cái mẫu vào đặt. Ui, mẫu to quá. Ui, càng không được thế, đi làm nhầm. À, đi đi đi, phải đi đây, đặt cái này, gọi là... Đặt đây đi. Mình vừa mới vào chơi một cái lớp tối rồi sao? Mình vừa ở quận mình đi mai về mà các bạn cho nên mẫu tối đúng rồi. Thôi mình đi đóng cửa vào và đi ngủ cái chỗ ở thì kìa. Mình làm cái cửa đi. Sẽ không nhờ ra. Ok, mình đã tua cái đoạn đi mai mình đã tua cái đoạn đi mai. Các bạn không biết mình đi mai nữa nào đâu. Mình vừa một cái mình đi mai luôn mới tua chứ là đấy các bạn nhờ. Thế là của các bạn đấy nên mình không biết mình đi mai nữa nào nên là xin lỗi không cả. Cái lòng chạy lòng rồi. Tôi đã đi mai rồi, không biết mình đi mai rồi. Mỗi tuổi đi mai rồi. Ok, đóng cửa, đóng cửa. Đấy, đào hoa. Ui, chết chết chết. Có gì. Ui, thấy từ cái màu gì nó gửi một cậu. Đúng rồi. Thấy mưa gì vừa khi. Thấy cậu, cô đi ngủ. Thôi, mình đi ngủ mọi người ơi. Cô đi ngủ và sang ngày thứ ok, nếu bước sau đấy có gì không đấy, có cái gì không ok, sáng rồi đã. Ui, có cái hoa kìa. Rất vui. Ui, tựa 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 nhỏ như mà không có đau rồi. Nó ngạt thở hầu ấy. Chẳng phải lên bò mọi người. Cái mà là thế mà. Rồi, mà là thế. Ui, ui, sợ nó mất mình. Ui, thôi xong phim. Ui, có cái môi thôi. Nó mất mình chết. Nó mà nhìn thấy mình nó bắt đầu mình là mình tiêu rồi đấy. Đều đều còn khi mà không biết bơi đâu. Khi mà làm gì biết bơi đúng không các bạn. Mở một câu ở tốt đi đấy. Khó không? Ui, khó nữa cũng rất là nhiều. Ui, khó nữa không? Nó có gì thì sao? Ừ, trời. Gì ấy? Trời, mình tưởng có cái gì ăn ngọt cái này. Bánh tàu hả? Có cái gì, có gì đâu. Có gì đây này. Lốc gỗ hả? Ôi, nhiều gỗ quá. Này là gỗ này. Cái này mình một ít gỗ này. Rồi, có gì rồi. Nốt tàn rô, nốt tàn rô. Mình sẽ đào một cái này đi là xong thôi. Mình đào một cái này là tự thêm cái gì lên lên còn hư cái cúc rồi. À. Ok. Ok 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 các bạn ơi. Mình tưởng là cái gì mình tưởng mà mình sẽ làm người ta. Đây cái nhà mà. Chúng tôi gọi anh rồi. Ây, mình chạy. Ok, gọi là mình sẽ đi đâu ta, mình sẽ đi đâu ta. Ôi, mình sẽ đi trồng lúa đi. Ok, mình sẽ trồng lúa mà người ơi, thì hả, về khóc à? Ôi, cái thật cho người ta. Không hạt giống à? Lỡ không cho mình hạt giống á. Thôi, à, mình tìm các bạn là sao, đúng không? Đây là nơi chỗ ẩn, cái nơi chỗ cái lèo của mình á. Nào hoang sơ rất là bối. Cũng có một cái mai quá ở cái lèo hoang sơ này nha. Nhìn thật các bạn. À, cái cửa này là gì? Không có. Là gì nữa? À, đúng rồi. Cái gì vậy? Cái cửa này là mình đi có. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ok, mình sẽ đi. Đẹp, có cái gì đó giống không? Không.
có giống nhỏ. Có khi chơi cặp đôi thì có cam. Tôi chơi cặp cam có giống mọi người. Có rồi. Bọn đỏ leo thì có cặp chồng một ạ. Ok, nhận quay lại nữa. Tôi sẽ chơi thuận mọi người. Nó có méo quá, giống như đầu cực kỳ. Hạt giống có. Nên nó cần ăn hạt giống rồi. Ai cũng hạt giống rồi, hạt giống mới như rồi. Hạt giống mình cần, mình cần hạt giống. Nó không cho mình hạt giống. Nó có hạt giống ấy. Không có hạt giống một tí nào ấy nên là. Thế mình trồng cho tổ hương. Thế mình sẽ biết cắt được. Cái gì có gì á? Ờ, mình phải đuổi nó chơi thôi. Đâu rồi, hạt giống đâu? Cỏ đâu hết rồi. Cỏ đâu, cỏ đâu, cỏ đâu, đâu. Có một cái hạt giống làm sao làm giống đâu. Hãy có hai cái hạt giống rồi mọi người ơi. Thì mình xuống có đi hai cả hạt giống rồi. Có giống đâu rồi. Cỏ nó mới là giống cả. Ba cái hạt giống. Ok, ok, ok. Ôi, có cái hạt giống quá ha. À, mình dụ anh em phải ngồi đi. Không đi được rồi sao? Cái hạt giống là gì? Có hạt giống, à, bố cái hạt giống. Giờ mọi người nghi thôi mọi người. Anh, lẹ quá anh giống. Lâu vậy, anh, à, sao thế? Mình sẽ đặt giống, thật là nhiều đi. Mình đặt giống thật là nhiều mọi người ơi. Bảy cái giống nữa. Mình đặt tám cái giống nữa ngoài. Mình đặt tám cái giống. Mà lấy đặt ba cái giống nhỏ. Thôi thôi, đặt cái gì. Không được rồi. Không được nữa. Không có giống. Không có giống, rất quá. Hạt giống rồi. Thế lúc mình có cái nữa. Mình sẽ gọi cho mình làm đi. Mình tất mình bỏ cái chữ ấy cho đẹp. Mình sẽ mình sẽ dùng cái làm đó. Mình sẽ dùng cái tất đi. Mình sẽ dùng cái tất. Mình sẽ lấy đất mọi người ơi. Lấy đất để mình làm gì ta? Mình nó còn được cái này thôi. Còn cái nhà này. Mà cái nhà này cái lào ấy được. Cái lỗi là cái nhà mà cái lào là. Đâu rồi, à, 12 lúc ít. Ok, ok. 1, 2, 2, 3. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ờ, tôi bị lên đất giống cho một vội hắn. Uống khi cực kỳ ngọt kìa. Ô, chân mà là nhắn này nè. Không có vẻ là sao. Ok, các bạn mình sẽ làm một cái gọi là cái để cúc cúc đất. Làm đấy thôi. Có ăn cái chữ cho em rồi. Ôi đâu là đề đi. Ê, mình nhầm mình sẽ tối cái hỏi ra. Rồi 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 rồi